Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng. Tính toán, đề xuất vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng như tháng 5, tháng 6 và tháng 7 sẽ rất khó khăn. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải định của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân.